Khi chúng ta sử dụng hết ba cái lưỡi dao này rồi, bây giờ chúng ta thay cái lưỡi dao mới, bỏ cái lưỡi dao mới vào thì chúng ta cũng sẽ nhấn cái nút này nè, nhấn nút này đây, xong chúng ta kéo rút ra, rút ra đây. Giả sử như chúng ta sử dụng hết rồi đúng không ạ, thì chúng ta cũng sẽ lấy cái cốt này ra nè, lấy cái cốt này ra. Rồi đây là cái mũi dao này, ở đây cái đế của nó làm sẵn với chúng ta là nó chỉ chúng ta cái hướng này, hướng mũi dao này, thì đây là mũi nhọn này, thì cái dao chúng ta đưa vào cái mũi nhọn là sỏi lên, rồi thay đúng ba mũi dao vào nhé, ba hoặc là hai cũng được, một cũng được, nhưng mà không được quá ba nhé. Đó, sau đó chúng ta sẽ nhét cái khe ra, cái này có cái khe này, rồi chúng ta nhét vào cái khe, rồi nhưng mà tay chúng ta không giữ nhé, không được để nó trượt ra nhé. Ví dụ như chúng ta thấy là nó bị trượt ra là nhẹ ha, nên là giữ thì chỉ chặt luôn, không được cho nó trượt ra. Đấy, đảm bảo là cái lỗ này nó phải vô cái khớp này, cái khớp này phải được giữ lại. Khi mình đẩy vô thì nó vẫn loại cái lỗ ra này, chứ cái lưỡi này là bị lệch cái lỗ này nha. Còn khớp này, rồi ok, rồi chúng ta rút, kéo cái khóa này lại, kéo hết cái sau, đây là lưỡi dao sẽ được. Đơn giản ha.